Hi guys. Hello everybody. Here. Yes, hello. Great to see you today. Hello teacher. Hi guys. Yes. Hello. Okay, remember to turn on your camera, okay, guys? Hello. Hi, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hi, great to see you guys. Hello. Hello, nice to see you today. Hello. Hi, guys. Have you guys done the homework for the competition? Moonlight, the Moonlight Super Kid? Yeah, you don't have the homework, right? This week you don't have the exercises. You're going to create You're going to film a video. Then you're gonna upload it into the group for the Moonlight contest, okay? Hi guys. Hello everybody. The last day, the 19th of September. The 19th of September. Ngày 19 tháng 9 là ngày cuối cùng của con nộp. Như vậy là tuần này thì cô sẽ không có cho bài tập để cho mọi người tập trung. À, mình làm cái bài dự thi. Okay? You still have how many days left? You still have 4 days left. Okay, guys? 4 days left to do the moonlight. The moonlight. Okay, so let's wait for your friends, okay? Let's wait for a couple minutes. So that one, okay. Đối với cái bài đấy thì cô sẽ không thể chấm bây giờ được, mà mình phải là bài để mình dự thi mà, đúng không? Cho nên là cô sẽ đợi đến ngày cuối cùng các thầy cô ở trong trung tâm thì chấm bài cho tụi con, okay? Cho nên là mọi người cố gắng, bạn nào mà chưa làm thì mình có thể bắt đầu làm nè. You still have 4 days left, okay? You still have 4 days. Hi guys, great to see you guys today. That is the reason why today we don't have homework, right? So I won't correct the homework, okay? Today we're gonna do some more exercises about the jobs, okay? Hello, teacher. Yeah, hi guys. Nice to see you guys. Hello. There are not a lot of students in our class today, right? There are not a lot of friends in our class today, right? It's Wednesday. Some of you have to study online at school, huh? Some of you have to study online at school. But I think we can start the lesson now. I think we can start the lesson now. So, oh wait, not this one, this one first. So for this one, it's actually pretty easy for you. It's actually pretty easy for you. So for this one, there are 13. Yeah, 13, but number one is already finished. So you only do from number 2 to number 13. I will invite one friend, will do 2 sentences for me, okay? One friend will do 2 sentences for me. Very easy. Just read this one for me and tell me the answer, A, B, C, D, okay? And everybody else, you guys are going to type in the chat box the answer. For example, 2A, 3B, 4C, okay? So now let's do number 2. Let's invite cô mời Diệu Linh đi. Diệu Linh, can you do number 2 for me? Can you do number 2 for me? Are you here? I would already turn on the mic for Diệu Linh. Is Yulin here? Is Yulin here? What about cô mời Tùng nè, cô mời Duy Tùng nè. Can you do number 2 for me? You read number 2 first, okay? You read number 2 first. You read the sentence, yeah? Sí.
Let's see. Can you read this one for me? Let's see. You read the sentence. Tùng đọc cho cô nghe cái câu trước nè. This person teaches students in a high school for a living. For a living. À, có nghĩa là kiếm sống. Cái người này làm gì? Cái người này dạy ai? Dạy students, học sinh ở trường. Đây là ví dụ trường này, con hiểu là trường cấp mấy không? Trường cấp bao nhiêu? High school là trường cấp 3. Ví dụ như Tùng đang học cấp 1 đúng không? Yes. Như vậy trường của con gọi là primary school. À, primary school là trường cấp 1 nè. Secondary school là trường cấp 2 nè. Còn high school sẽ là trường cấp 3. Ok. Như vậy đáp án của Tùng là C. Correct answer. Good job, Tùng. Very good. Of course, it is the teacher, right? Number 3. You read number 3 first. Tùng đọc cho con nghe trước nè. This person sings song for a living. Yeah, sing song. So what is the answer? A, B, C, D? Sing. A. A, good job, guys. A, okay. Thank you, Tùng, so much. Yeah, sing songs. Hát. Sings là động từ hát nè, đúng không? Thì tụi con phải chia động từ bởi vì this person nó là số ít, cái người này nó là số ít. Cho nên là con phải chia động từ sings nè. Đấy, sing songs. For a living, tụi con hiểu cho cô cái cụm for a living có nghĩa là kiếm sống. Cái người này hát nhạc để kiếm sống. Cái người này dạy học sinh ở trường để kiếm sống. Đấy, ok. Good job, Tùng. Thank you so much. Number 4, I want to invite a girl, ok? Let's invite a girl first. This is person drives. Invite a truck for a living. Ok, cô mời Trương với Thi đúng không? Ơi. Cô mời Trương với Thi đúng không? Yeah. Hi, okay, wait. Để cô mở tiếng lại cho Trương với Thi nè. Như vậy Thi làm trước cho cô rồi đến Trương nha. Okay. Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Cô mở tiếng cho Thi rồi đó. Yes. Hi, can you hear me? Yeah. Yeah, okay. What is the answer for number 4? Can you read number 4 for me, Thi? Can you read number 4? Con đọc cho cô nghe câu số 4 trước được không nè? Number 4, can you read number 4? This person drives a truck for a living. À, người này làm gì để kiếm sống vậy Thi? Cái người này làm gì để kiếm sống? Drives, you know drive, con có biết cái hành động drives nghĩa là gì không? Lái xe gì? Truck là xe gì? Đúng rồi. So what is the answer, T? Number 4, what is the answer? It's D. D, guys, yeah, okay. Như vậy con đọc cho con nghe cái nghề này tên là gì, T? Cái nghề này con gọi là gì? Truck driver. Yeah, là tài xế xe tải. Good job. Truck driver. Very good. Rồi bây giờ Trương làm cho cô number 5, okay? Can you read for me number 5? This person cooks food in a restaurant for a living. Okay, again Trương cooks. Con hay có chia động từ nè. Con đọc cho cô là cooks. Cooks, có âm ở cuối nữa. Cooks. Yeah, okay, good. So the answer A, B, C, D. A. A, yes. What is A? The meaning of A. What is the meaning of A in Vietnamese? Đầu bếp, đúng không? Yes, con gọi là đầu bếp, đúng không? Yes, okay, thank you so much. Thank you, Trương and Thi. Now let's invite one more. Let's see who's volunteer. Cô mời bạn nào mà giơ tay nha. Okay. Okay, I will invite one friend. I want to invite cô mời Thanh Mai nè. Thanh Mai, can you do number 6 for me? Can you do number 6 for me? Thank you.
Hello? Can you guys hear me? Okay. Có thể là mạng cô đôi khi nó sẽ bị lắc. Nếu mà các bạn đang nghe cô nè, có thể mạng cô đôi khi sẽ bị lắc nên là cô sẽ không nghe thấy tụi con được. Cho nên là tụi con có gì đợi cô một xíu nha. Okay? You guys just wait for me. Uh-huh. Okay. Cô mời Thanh Mai nè. Thanh Mai, are you there? Hello, Mai. Hello, teacher. Okay, can you do number 6 and 7 for me? 6 and 7. You read first the sentence. Con đọc lớn cái câu cho các bạn nghe nha. You read the sentence first. This person works at the police station and helps to fix crime and prevent it. So, do you know the answer for number 6? Do you know the answer? Con có đoán được cả đáp án không? This person works làm việc ở đâu mọi người? At the police station. À, khi con nghe police station là con thấy ở đâu? Police station. Thấy ở sở cảnh sát. À, như vậy thì con có đoán ra được chưa? What is the answer for number 6? A, B, C, D? D. B? Are you sure B? B? D. Dạ, thưa cô đi. Yeah, D. Good job. Very good. Good job. Number 7. What about number 7? So 6 is D, guys. Các bạn nào mình không có, cô mời không mời thì các bạn ghi đáp án rồi các bạn check lại nha. Các bạn nghe cô nói rồi các bạn check lại đáp án của mình xem mình làm ra sao nha. Okay? Okay, Mai, can you read number 7? This person serves food in a restaurant. Yeah. Or a cafe. For a living. Yeah. Good job. So what is the answer? I think this one is easy, right? What is the answer? A, B, C, D? A. A. Yeah. Good job. Thank you, Mai, so much. Yeah. 7A, guys. Waiter. Waiter là bồi bàn, đúng không? Thì có phải là bồi bàn sẽ serves. Phục vụ thức ăn ở trong nhà hàng hoặc là quán cà phê, những cái quán ăn nhỏ đó. Ok, for a living. Và ở đây cô giải thích một xíu cái cụm này. Cái người này làm ở đâu mọi người? Work at the police station. Ok, làm ở sở cảnh sát. Và giúp cái gì? Fight crime. À, giúp làm gì? Giúp đánh, gọi là con đánh đuổi tội phạm đó. À, và ngăn ngừa những cái tội trạng. Okay. So number 6 will be D. And number 7, các bạn nhớ là mình chỉ chat đúng cái câu những cái đáp án mình làm thôi. Okay. Mình chat những cái đáp án mình làm thôi nha. Okay. Now number 8 and 9, let's invite a boy, okay? Cô mời Hoài Nam. I will invite Hoài Nam, please. Hello, Hoài Nam. What is the answer? Oh, can you read for me number 7? Number 8 first. Can you read number 8? This person studies at school and sometimes college and university. Yeah, what is the answer, Nam? What is the answer? A, B, C, D? C. C, yeah. What is C? Can you speak loud? Can you tell me? What is C? Can you read that word? Student, good job, yeah. Như vậy là người này thì học ở đâu? Học ở trường hoặc là đôi khi là ở college là cao đẳng, hoặc là university là đại học nè. Khi nào tụi con lớn lên tụi con sẽ phải học ở đại học cao đẳng này, đúng không? Mm-hmm, good job. What about number 9? Can you read number 9 for me? Okay, Hoài Nam, yeah, it's you. Okay, Hoài Nam vẫn đọc tiếp cho cô number 9, okay? I turn on the mic for you. You continue number 9 for me, okay? This person takes care of this for a living. Yeah, who is that person? Who is that person, Nam? Dentist. Yeah, again, dentist. Yeah, mình nhấn cái âm đầu tiên, dentist. Good job, Hai Nam, very good. Yeah, number 9 will be C, guys. Các bạn check đáp án nè. Number 9 is C, okay? Cái người này takes care of. Các bạn còn nhớ cái cụm này cô giải thích không?
takes care of, giống như là con chịu trách nhiệm về sức khỏe vậy đó. À, thì có phải là con chịu trách nhiệm về răng, con chăm sóc răng. À, có phải người này chăm sóc răng thì người này sẽ là dentist không? Yeah, dentist guys, remember? Now number 10 and 11. Okay, 10 and 11. Now it's gonna be a girl. Mm-hmm. Cô mời Minh Khuê nè. Cô mời Minh Khuê nè. Can you read number 10? Can you read number 10, Khuê? Yes. This person, cái người này thì như thế nào nè? This person. This person. Doctor. Hi, can you read? Can you read that sentence first? Con có thể đọc cho cô nghe cái câu đấy trước được không? Can you read that sentence? This person. This person worked in the in a hospital and treats sick people for a living. Good job. Yeah. So the answer is, what is the answer, Khuê? What is the answer? Doctor. Good job, Khuê. Very good. Như vậy người này thì làm ở đâu, Khuê? Doctor thì sẽ làm việc hospital. Yeah, ở bệnh viện. Và họ làm gì, Khuê? Họ trị bệnh cho ai? Cho những người như thế nào? Họ chữa trị cho ai? Treat. Những người như thế nào? Những người bị ốm, đúng không? Yeah, bị bệnh, bị ốm. Sick people. Yeah, good job, Khuê. Very good. Now, 11, please. Can you read first? Con đọc cho cô nghe trước nha. Can you read the sentence first? Con đọc cho cô cả câu nghe trước nè. This person walk in a post office and bring a letter for a living. Good job. So can you know, do you know the answer? Do you know the answer? This person postal worker. Good job. Very good. Postal worker. Nó sẽ giống như là mail carrier vậy đó. Nhưng mà cái người này thì sao? Cái người này không phải là người đưa thư mà là cái người làm ở trong bưu điện. À, cái người này thì làm ở bưu điện nè và brings letter. À, đem thư đến, ví dụ nhận thư của tụi con nè. Những tụi con gửi thư đến đúng không? Thì bưu điện sẽ nhận thư này, bắt đầu phải có công đoạn chia ra rồi đưa đến cho những cái nơi khác nhau đúng không? À, những người làm ở bưu điện thì mình gọi là postal worker. Khuê lặp lại cho cô nè. Postal worker. Postal worker. Good job, Khuê. Very good. Thank you so much. Now the last person, please. I want to invite a boy. Let's invite. Let's see who raised the hand. I want to invite someone who raised hand. Cô mời An nè. Xuân An, please. Can you do 12 and 13 for me, Xuân An? Please. You read first. Okay. Con đọc cho cô nghe trước nha. Can you read the sentence first? This person fight fire and rival a fire engineer for a living. Yeah, who is that person? Song Ang, who is that person? Yeah, C, what is C? Can you firefighter? Yes, good job. Những người này thì giống như là chiến đấu với lại những cái gì, những cái ngọn lửa nè, và chở cái xe, cái fire engine là cái xe, tụi con biết cái xe cứu hỏa đó. À, người ta hay gọi là cái fire engine. Đúng rồi, good job. So number 12 gotta be C, guys. Good job, guys. Now the last one, Xuân An. This person cuts people's hair for a living. Good job. So the answer, do you know the answer? Cut people's hair. C. Okay, can you speak louder? What word is it? Can you tell me what word? Hairdresser. B, right? Hairdresser. Đúng rồi. Yes, good job. Nhà tạo mẫu tóc hoặc là nhà cắt tóc, tụi con sẽ gọi là hairdresser. Yeah, cut people. Mình thấy có cái chữ cut là cắt này. Hair là tóc này là mình biết ngay là cắt tóc. Good job, Xuân An. Very good. Thank you so much. Okay, good job, guys. Now one more, okay? Now one more. This one is easy. This one's pretty easy, okay? Cái này nó cũng rất là đơn giản nè. You're not going to tell me what is the job. You tell me the place that person works, okay? You tell me the place that person works, okay? Okay, I want to invite the first one. Cô mời Phương Anh nè.
A teacher work in a... In a? Which in word? A, in a? Again? Louder. Phương Anh louder. School. School. Again, school. School. In a school. In a school. Yeah, okay. Good job. Yes, good job. Very good. Correct answer, guys. Cô giáo, thầy giáo thì làm ở trường. Yes, number two. What about number two, Phương Anh? Number two? Number two is the hospital. Yeah, a whole sentence. Phương Anh đọc cho cô cả câu. A nurse? A nurse works in a hospital. Again, hospital. 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 Yeah, yeah, good job. Very good, Phương Anh. Thank you so much. Thank you. Number three and four. Who want to do number three and four? Who want to do one number three and four? Cô nghĩ là các bạn biết rất là nhiều, đúng không? Yes. Yeah, a lot of you guys tell me the answer in the chat box. Very good. I just invite a girl, right? So let's invite a boy, okay? Let's invite a boy. I want to invite, cô mời, Anh Khoa, đúng không? Mm-hmm. Anh Khoa, can you tell me number three? Do you know number three, Khoa? A teller. Teller. Do you know a teller? Ở đây thì teller nó cũng có nhiều nghĩa lắm. A teller đôi khi có nghĩa là người kể chuyện. Nhưng mà ở đây thì cái nghĩa của nó là giao dịch viên. Như vậy con có đoán ra được không? Giao dịch viên. Theo con thì nghe cái tên giao dịch viên thì con nghĩ là làm ở đâu? A teller works in a what, Khoa? Can you tell me the answer? Đó là ông mà. A teller. Giao dịch viên liên quan đến tiền bạc nè. Giao dịch về những cái giao dịch về tiền bạc thì con làm ở đâu? Where do you work? Ngân hàng. Đúng rồi, ngân hàng. Như vậy Khoa có biết ngân hàng trong tiếng Anh là từ nào không? Trong những cái từ người ta cho Khoa nè, Khoa có biết là từ nào là ngân hàng không? Bank. Yes, good job. Đúng rồi, Khoa. Very good. Yeah. Khoa đọc cho cô cả câu luôn. A teller work in a bank. Yeah, again, a bank. Bank. A bank. Con không có bật cái âm p ra. Con chỉ nói là chữ bờ giống như mình bờ bò của mình bình thường á. Bank. 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 Not bank. 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 Bờ bank. Bình thường. Đúng rồi, bank bình thường thôi, không phải là p mà là bờ bình thường giống như kiểu bờ bò của mình vậy đó. Good job, very good. Number four. Do you know a judge? A judge? Con có biết judge là gì không? Judge. Judge là gì nè? Judge. You don't know the judge, right? A judge works in a... This word. Okay, cô giờ ý nè. Bây giờ con có judge là thẩm phán. Con có biết thẩm phán là ai không? Con có biết thẩm phán không? Thẩm phán là những người ra quyết định nè, đúng không? Ví dụ có một tội phạm nào đấy, có một người nào đấy mắc tội gì đấy thì có phải là sẽ phải ra tòa nè, đúng không? Rồi gặp thẩm phán nè, rồi thẩm phán mà gõ cái búa một cái là ra quyết định nè. Khoa biết mà, đúng không? Yes. Như vậy thì có phải là thẩm phán sẽ làm ở những nơi nào mà liên quan tới luật lệ tòa án nè, đúng không? Như vậy cái từ đấy trong tiếng Anh con gọi là gì? Can you guess? Bây giờ nếu mà Khoa không biết thì Khoa thử làm phương pháp loại trừ cũng được. Ví dụ con thấy từ nào ở đây mà nó không liên quan đến tòa án thì con loại bỏ đi. Theo con là con sẽ chọn từ nào? Khoa thử chọn đại cho cô thử nè. Nếu mà mình không biết thì mình thử chọn đại luôn. Silent. Where? Which word? Silent. Silent. Silent is not the correct answer. Silent. Silent. Okay, let me tell you. This word starts with a letter L. It starts with a letter L. So how many words left? Con còn bao nhiêu từ nữa? Có hai từ thôi đúng không? Như vậy theo con là từ nào? A judge works in a law court. Yes, good job. Again, law court. Law court. Huh. Yeah, good job. Law court là tòa án. Okay, Khoa, good job. Very good. Judge works in a law court. Yes, good job. Now I want to invite cô mời Sa đi. Hôm qua đáng lẽ cô phải mời Sa này đúng không? Nhưng mà cô lại không nghe tiếng mọi người. Hello Sa,
Can you do number 5 and 6 for me? Yes. I finished transcript. Number 5 first. Say number 5 first. Number 5. A librarian. A librarian. Look in a library. Yeah, library. Good job. Con hiểu librarian là gì Sa? Librarian. À, Sa đừng có tắt tiếng. Đợi cô xin nào xong ấy thì Sa hãy tắt tiếng. Mình làm 2 câu lận. A librarian. Con thưa cô, librarian là nhân viên làm ở... Ở đâu? Làm ở thư viện ạ. Đúng rồi. Hay là mình gọi cô thủ thư này, đúng không? Yes, good job. So number 5 is like library, guys. Library, thư viện. Yeah? Number six, can you read number 6 first? Con đọc cho cô nghe câu số 6 trước nè. Number 6. Fitness. A fitness driver. Trainer. Trainer. Work, yeah. In a... Can you guess? Fitness. Do you know the word fitness? Sa có biết cái từ fitness không? Trainer là con hiểu giống như cái chữ coach vậy đó. Con có cái chữ coach hôm trước mình làm là gì, nghĩa là gì không? Coach. You remember coach? Huấn luyện viên. À, như vậy cái này không phải là huấn luyện viên của những cái môn thể thao mà là huấn luyện viên fitness, có nghĩa là thể hình, huấn luyện viên thể hình. À, good job, very good, Sa. Thank you, Sa, so much. Thank you. Number 6, guys. Gym, work in a gym. Gym. Okay, gym. Như vậy câu số 6 các bạn sẽ chọn cho cô là chữ gym, là phòng, các bạn cũng biết phòng tập thể dục á, phòng gym đó đúng không? Ở Việt Nam mình cũng gọi là phòng gym đúng không? Thì câu trả lời sẽ là gym, okay? What about number 7 and 8? Let's invite. Cô mời Băng nè. Can you do number 7 and 8 for me, Bang? Number 7. You read the sentence first. Con đọc cả câu cho cô luôn nè. A hairdresser works in a salon. A salon. Again, a salon. Salon. À, Vietnamese mình hay gọi là cái salon đó mọi người. Cái chỗ mà các bạn hay đến làm tóc nè. Salon đó, Việt Nam mình gọi là salon đó, tiệm salon đó. Đúng rồi, good job. What about number 8, Bang? Number 8. A cat bird works in a restaurant. Okay, again. A cashier. Cashier. Yes, good job. A cashier works in a what? Restaurant. Ở đây thì để mà đọc cho nó hay hơn á thì Khuê đọc Băng đọc cho cô là restaurant. Restaurant. Đúng rồi, bình thường nó có cái âm ơ là restaurant đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ đọc để cho nó tự nhiên hơn là mình sẽ nối lại luôn là restaurant thôi, hai âm thôi, restaurant. Đúng rồi, yeah, restaurant. Okay, good job. Thank you, Bang, so much. Thank you. Now the last one. I want to invite, cô mời bạn Toàn Tây. You show me your keyboard. Cô nghĩ là các bạn cũng làm được nhiều đáp án đúng lúc này đúng không? Number 9, can you read number 9? Can you read number 9? Dạ mấy bạn chat nhiều quá, con thấy được số 9 rồi. À, con tắt cái khung chat đi. Cái khung chat mình đừng có mở lên, con tắt đi. Can you see the screen now? Con nhìn thấy màn hình cô chưa? A what? Do you know this word? A waiter. Waiter works. Waiter là gì? Con có biết waiter là gì không? Waiter. Dạ cô, giỏi tiếng Anh lắm. Waiter là phục vụ. Như vậy con đoán đi, bây giờ phục vụ thì làm ở đâu? Phục vụ này ở nhà hàng. Đúng rồi, nhà hàng thì mình có từ gì? Nhà hàng mình có từ gì?
có đoán được nhà hàng là từ gì không? Ê, nhớ hồi bữa giờ con nhớ rồi. Rest. Lâu quá con học lại rồi con quên rồi. It's the word in number 8. Đó, cái từ sau câu số 8 đó. Cái từ mà bạn làm ở câu số 8 đó. Number 8. Rest. Nãy cô chỉ đọc sao? Nãy cô chỉ con đọc sao? Rest. Restaurant. 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 Yeah, restaurant. Yeah, okay. Như vậy câu số 9 là restaurant. Và ở đây cô hướng dẫn các bạn tại sao hồi nãy cô chấp nhận đáp án của Băng nè. Bởi vì cashier đúng là vẫn làm ở nhà hàng được nha mọi người. Thu Ngân thì vẫn làm ở nhà hàng đúng không? Nhưng mà ngoài nhà hàng thì ở đây mình còn có gì nữa mọi người? Sẽ có cái gì nữa? Nếu mà ở đây thì đáp án restaurant là cô cho Băng là ý đúng thêm thôi. Chứ thực ra ở đây mình sẽ không có điền restaurant mà mình phải điền một từ khác. Đâu, cô xem thử có bạn nào ghi giống cho cô. Đâu, bạn nào thử ghi lại number 8. What is the answer for number 8? Ah, yeah, yeah, good job guys. Yeah, shop. Như vậy thì Thu Ngân ngoài làm ở nhà hàng ra thì cửa con còn làm ở cái cửa hàng shop. Ví dụ như là bookshop nè, là nhà sách nè. Toy shop nè, là cửa hàng bán đồ chơi. Hay là clothes shop, là cửa hàng bán quần áo nè. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ cho cô vào chữ shop. Như vậy nếu mà mình chưa làm câu chính thì mình sẽ có thể chọn chữ restaurant đúng không? Nhưng mà khi mình đã làm câu chính rồi là mình biết cái chữ restaurant nó phải đi ở đây rồi nè. Thì ở đây kiểu con phải xóa restaurant đi và cho cô chữ shop. Ok? And the last one. Nói cái này thì hơi khó một xíu. Cô thử mời. Bây giờ cô mời một bạn nha. Ok, this one. Ok, Zhang, do you know this word? Do you know this word? Can you do the last one for me, Zhang? Cinema. An usher works in a cinema. Yeah, do you know what job is it, Zhang? Do you know what job is it? Can you guess? Con có đoán được cái nghề là nghề gì không? Cái này là nghề dẫn chương nghề đó. Yeah, yeah, good job. Wow, very good. Yeah, các bạn nào ở đây đã từng xem phim ở cinema chưa? An usher. Cái chữ này là cái chữ usher. Usher. Usher có nghĩa là cái người đi, giống như là con biết là khi con đi xem phim trong rạp chiếu phim á, thì cái người đấy sẽ dắt con đến. Ví dụ con đưa vé, con mua vé xong rồi con vào rạp số mấy đi, con vào rạp số number 2. You go in number 2 and then someone is there, it's an usher. Cái người mà đứng ở trong đấy, cái người đó gọi là usher đó. Người đó sẽ dẫn tụi con tới cái chỗ ngồi của mình. Okay, so that is an usher. So an usher works in a cinema. Okay guys, very good job. Wow, hôm nay là cô thấy các bạn biết rất là nhiều từ rồi, cho nên các bạn làm rất là giỏi. Good job guys. Very good. Good job. Thank you guys so much. Như vậy hôm nay thì mình sẽ làm thêm hai cái bài tập đấy thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục bài tập học của mình nhé. Okay. So for who? Okay, đối với những bạn nào mà các bạn chưa làm ở tuần này thì cô đã nói là there isn't any homework, right? No homework for this week. Homework của tụi con tuần này thì chỉ là mình làm cho cô cái bài dự thi để đi thi cái cuộc thi Super Kid The Moonlight. Bài thi thì đương nhiên đã nói là Trung Thu thì bài thi của mình phải liên quan đến Trung Thu đúng không? Thì tụi con có thể làm nhiều lắm. Ví dụ các con hát một bài hát, đọc một bài đọc nào đấy liên quan tới Trung Thu rồi quay lên cũng được. Hoặc là mình tự sáng tạo một cái bài nói ra, ví dụ nói về những việc mà tụi con làm vào Trung Thu nè. Hay là tụi con thậm chí có thể tự vẽ một cái bức tranh về Trung Thu rồi tụi con giới thiệu, hoặc là tụi con tự làm một cái lồng đèn, tự làm bánh Trung Thu nè, rồi tụi con giới thiệu cái cách làm bánh Trung Thu, giới thiệu cái cách mà mình làm lồng đèn như thế nào đó, mình quay clip lại. Ok, như vậy thì cái đấy mình vừa có nói nè, mà mình vừa còn có đạo cụ nữa đúng không? Cho nên là cái bài của mình sẽ rất là hay. Ok, như vậy bạn nào mà chưa làm thì tụi con nhớ là there are 4 days left. Ok, 4 days left for the homework. Cái bài tập lần này thì cả tuần, cô cho một bài này cả tuần mình làm luôn. Một tuần để mình làm cái bài này. 4 days left, còn 4 ngày nữa. Bạn nào mình chưa làm thì mình cứ từ từ đến còn 4 ngày nữa. Các bạn nhớ nộp bài nhé. Ok. Ngoài việc là mình làm bài tập thì mình còn được có cơ hội nhận thưởng nữa. Cho nên các bạn đừng quên nhé. Ok guys. So last time. Hôm nay là cô nhớ nè, cô nhớ là Vinh nè đúng không? Cô nhớ Vinh là hôm trước cô đang mời nè, mà cô chưa có, cô thấy cô có trục trặc kỹ thuật đúng không? Cho nên là cô chưa mời Vinh với Sa với bạn Nguyên thì vậy đúng không? Ok, như vậy hôm nay là để cô coi em có bạn nào ở đây nha. Hôm trước là mình đã nghe rồi đúng không? Và ở nhà chắc là tụi con cũng nghe lại rồi nè. Cho nên là bây giờ mình sẽ thực hành luôn. Ok, rồi cô mời Vinh trước nè. Cô mời Vinh rồi sau đấy đến Sa nè. Ok, Sa. Cô xem có Nguyên ở đây không nha. Cô nhớ bạn tên là Nguyên đúng không?
Is Nguyên here? Hình như không có Nguyên ở đây. Cái bạn Nguyên lần trước cô không thấy ở đây. I cannot see you. Ok, Vinh mở tiếng cho cô chưa? Yes, is Sa here? Sa? Yes. Ok, what about Vinh? Are you here? Can you turn on your sound? Hello, Vinh. Can you hear me? Yes. Ok, speak louder, ok? Speak louder, guys. Uh-huh. Now I want to invite another friend, okay? Cô mời thêm một bạn nữa nha. I want to invite... Cô mời Diệu Hương nè. Diệu Hương. Okay, Diệu Hương. Okay. Hello, Diệu Hương. So now, okay, guys, pay attention. So Sa will be the woman, okay? Diệu Hương, you're going to be the narrator. Con sẽ là người dẫn chuyện. Con biết người dẫn chuyện là đọc những cái gì mà đúng không, Hương? Yes? Yes. Okay, good job. Và Vinh, con sẽ là the man, okay? Như vậy thì bài của mình lúc nào cũng là gì? Mới đầu vào là là người dẫn chuyện trước nè, dẫn qua câu chuyện, rồi mới tới người đàn ông, rồi mới tới người phụ nữ, đúng không? Okay, so now let's start, guys. Now, first, now the narrator. Hương, go first. A man in a hospital. Okay. Vinh? Excuse me, do you work at this office? I do. Yes, I do. Okay, next one. He's looking for help. Oh, good. Can you help me? Well, The man has a book cold. A bad cold. A bad cold. Bad cold. À, một cơn cảm bad lạnh. Cold. Đúng rồi, một cơn cảm lạnh rất là tệ. Yes, Vinh, Vinh. Wait, are you a doctor? No, no, this one. What? Number three, Vinh, number three, not number five. Number three, down here. Are you nine? Down here. You see? You see, I have a what, Vinh? Can you see it? Vinh nhìn thấy không? Can you see that one? Yes. Okay. Như vậy Vinh đọc lớn lên cho cô nè. I have a... A terrible cold. Yeah. Rồi mình phải làm hành động giống như là mình bị gì? Mình bị achy á. Achu. Okay. Những bạn nào mà đóng vai người đàn ông là mình phải biểu cảm lên nè, bởi vì mình phải có làm cho người ta nghe là mình biết mình đang bị bệnh, đúng không? Achoo! Okay. Next one, number four. Hương, number four. The woman can't help the sick man. Các bạn vừa bạn này xong là bạn kia vào liền để câu chuyện của mình nó liền mạch. Okay, Vinh, continue. And... I'm so hot. Yeah, and I'm so hot. Đấy, mình phải có biểu cảm nhiều vào. And I'm so hot. Mình cái người mình nóng quá. Yes. Good. Next one, Sa. Sir, I'm sorry, but. Yeah, sir, I'm sorry, but. Những cái chỗ nào mà con thấy nó kéo, con cũng thể kéo cái từ đấy ra, but. Uh-huh. Yes, number five. The man wants to find a doctor or a nurse. Find. A doctor or a nurse. Again, want to find a doctor or a nurse. The man wants to find a doctor or a nurse. Good job, very good. Next one. Tới Vinh nè. Wait. Are you a doctor? Như vậy sao phải trả lời là no. Yeah, rồi xong rồi Vinh mới nói tiếp là gì? A nurse. Nurse? No. Yeah, good job. Next one, Hương, the last one. The woman isn't a doctor or a nurse. What do you do? I'm pastor. Cashier. Again, I'm a cashier. I'm cashier. Ah. I go at the hospital gift shop.
Yeah, gift shop, cái cửa hàng lưu niệm mà bạn bán ở trong bệnh viện đó. Yeah, good job. Okay, thank you guys so much. One more group. Okay, cô mời thêm một group nữa nè. One more group. Okay, let's see. Let's invite. First, I want to invite the men. Okay, I want to invite the men. Cô mời Phúc Nguyên nè. Phúc Nguyên will be the man for me, okay? Wait, okay. Okay. Yeah, okay, wait. Cô mời, next one, cô mời Trang nè. Trang will be the narrator. Okay, Trang? Okay. Good job, very good. Now, cô mời Xuân Thủy. Xuân Thủy will be the woman, okay? Okay, good job. Now you guys start. Khi mà cái người dẫn chuyện vừa xong thì các bạn the man sẽ nói liền, sau đó tới woman liền, mình tiếp tục câu chuyện không cần phải đợi cô luôn. Nếu mà cô thấy có chỗ nào sai, các bạn phát âm sai thì cô sẽ dừng các bạn lại. Okay. Now let's start, guys. Let's start now. The narrator. A man is in a hospital. Excuse me. Do you work at this hospital? Yes, I do. Is looking for help. Oh, good. Can you help me? Well, the man has a bad cold. You see, I have a terrible cold. Achoo. Good job. The woman can't help the sick man. And I am so hot. Sir, I'm sorry, but the man wants to find a doctor or a nurse. Wait, are you a doctor? No. No. Nurse. A nurse? No. Mm-hmm. The woman isn't a doctor or a nurse. What do you do? I am a cashier. Cashier. Again, Thuy. Cashier. Mm-hmm. Cashier. I work at the hospital shop. Yeah, okay. Good job, thank you guys so much. Wow, good group. Nhóm này các bạn làm rất là tốt nè, đúng rồi. Mình thank sẽ... you, teacher. Yeah, thank you so much. Ví dụ như Nguyên nè, Nguyên cũng có cái biểu cảm hay là câu hỏi, ví dụ như a nurse. À, đối với những câu hỏi thì mình hay lên giọng a nurse, những cái câu lên giọng một câu, can you help me? Can you help me? Do you work at this hospital? Con thấy câu hỏi là mình hay lên giọng những cái khúc cuối đúng không? À, và bạn cũng có những cái biểu cảm nè, giống như là người bị bệnh, and I'm so hot. Và những cái chỗ nào mà kéo dài, chẳng hạn như mình đang bị nói và mình bị ngắt câu vậy đó. Sir, I'm sorry, but... Đó, thì những cái chỗ đấy mình có thể kéo dài ra. Well, I... À, mình chưa kịp nói hết câu là đã bị... Giống như là bị người đàn ông hắt xì rồi đó. Cho nên mình chưa kịp nói hết câu. Good job. Khi mà chúng ta đọc những cái này, thì tụi con tập thêm những cái biểu cảm. Câu hỏi thì mình nhấn âm như thế nào đó. À, thì cái câu mình nghe nó sẽ tự nhiên hơn rất là nhiều. What do you do? Cái kiểu như ngạc nhiên thì mình sẽ hỏi như thế nào chẳng hạn. Okay. Good job, guys. Very good. Good job for today. Wow. Excellent works. Okay. Thank you. Yeah. Now, next one. For this one, you will have to answer the questions. Okay. You have to answer the questions. Uh-huh. You answer the questions. So with this reading again, and I want you to answer the question. Okay. So I will invite someone. Okay, and you're going to answer the question for me. So you have three questions right here. Who does the man think the woman is? So now, who wants to volunteer? Is there any volunteer, guys? A lot of hands right here, right? A lot of hands. Let's invite. Okay, I want to invite Hương Giang. Cô mời Hương Giang nè. Yes. Okay, so number one, who does the man think the woman is? How can you ask? The man thinks? The man thinks the woman is? Is?
theo con thì người đàn ông nghĩ cái người phụ nữ mà anh ta gặp á, cái người phụ nữ mà ông ta gặp là ai, làm nghề gì? The man thinks the woman is a doctor or good job, a doctor or a nurse, right? Người đàn ông thì nghĩ là người này là người phụ nữ này là bác sĩ hoặc là y tá, đúng không? Yeah, good job. Thank you, Zhang, so much. Thank you. One more friend I want to invite. Let's invite, cô mời Minh Châu nè. Okay, Minh Châu, can you answer number two for me? Does the woman help the man? Does the woman help the man? Cuối cùng thì con thấy người phụ nữ có giúp được cái người đàn ông này không? Does the woman help the man? No. No, she. Như vậy cả trả lời cả câu thì con phải trả lời là No, she doesn't. Why? Can you tell me why? How can you know she doesn't help the man? How can you know that? Làm sao con biết được? Which picture? Which picture? The woman. Làm sao con biết được tại sao nó là no she doesn't? Tại sao cuối cùng là người phụ nữ ấy không giúp được? Tại sao con biết? Why? Because she is not a doctor. Yeah, she's not a doctor. But who is she? Châu, who is she? She's not a doctor. So who is she? Như vậy cô ấy là ai? She's a gift shop. No, she works at the gift shop. Cô ấy làm ở gift shop, nhưng mà cô ấy là ai? What is her job? She's a cashier, okay? Cô ấy là thu ngân ở cái chỗ mà gift shop đó. Đúng rồi, yes, good job. Cô ấy không giúp được bởi vì cô ấy đâu phải là bác sĩ đâu. She isn't a doctor, guys, so she cannot treat that man. She cannot treat. Cô ấy không thể chữa trị bệnh được. Okay, good job. So now this is a question about you. The question about you, number three. I will invite some friends for number three, okay? First, I would like to invite... Rồi bây giờ cô mời Ngọc Khuê nè. Ngọc Khuê, can you answer number three? Teacher. Okay, so do you ever go to a hospital? Do you ever go to the hospital? Yes or no? No, I don't. You don't go to the hospital? Really? So have you ever got sickness? Have you, or were you ever sick? Con đã bao giờ bị bệnh chưa? In the past, were you ever sick? No. You never sick, really? Wow, you are very healthy and strong. You never sick in your life. That's good. Good job, Quê. Wow, good health. Như vậy là Quê có sức khỏe rất là tốt, đúng không? You never got sick. Nhưng mà bị bệnh nhẹ. Yeah, okay. Yeah, you got a real light sick, right? So what did you do? What did you do? Con đã làm gì lúc đấy? Nếu mà con không đến bệnh viện thì what did you do? Did you take medicine? Yeah, you take medicine, right? Did you drink a lot of water? Did you drink a lot of water? Mm-hmm. What else? What else did you do, Khuê? What else? Khuê còn làm gì nữa ngoài việc uống nhiều nước nè, uống thuốc nè, Khuê còn làm gì nữa không? Để mà con có thể mà gọi là trị được cái bệnh đấy, cái bệnh mà kiểu như bệnh nhẹ đúng không? Ví dụ con bị cảm hay bị ho này, bị sốt nhẹ nè, thì con làm gì nữa? What else? Đẩy anh cho mẹ. What did you do? Did you go to sleep early? Yes. You go to sleep early? Yeah, why? When you are sick, yeah, you should go to sleep early, right? Yeah, good job, Quê. Thank you so much. Thank you. Now, let me invite someone. Mm-hmm. What about? Okay, cô mời Việt Phương nè. Hello, Phương. Can you tell me, do you ever go to the hospital? Can you tell me? Yeah, hello. Do you ever go to the hospital, Phương? Do you ever go to the hospital? Phương mở tiếng lại cho cô nè. Okay.
Yes. So yeah, you did, right? So explain why. Why did you go to the hospital? Tại sao con lại đến bệnh viện? Why? Because you were. Bởi vì con đã bị bệnh. Tại sao? I sick when I was 2 years old. Ah, yeah. So when you were 2 years old, you were sick, right? So you did go to the hospital. Yeah. How many days did you stay at the hospital? How many days did you stay at the hospital? 3 months. 3 months. Wow. What kind of sick? What kind of sickness? What kind of sickness, Phương? Only 2 years old, guys. Như vậy là bạn Phương từng bị bệnh rất là nặng vào lúc bạn 2 tuổi, cho nên là bạn phải ở đó bao nhiêu lâu? 3 months, guys. What did you do there? What did you do there? Do you get close to the doctors there? Phương có em như là có thân thiết với các bác sĩ ở đấy không? Did you get close to the doctor? Can Phương hear me? Can Phương hear me? Sometimes maybe the internet is unstable, right? Sometimes the internet is unstable. Đôi khi cái mạng của cô hay là mạng của các bạn sẽ bị trục trặc, đúng không? Cho nên các bạn cứ đợi cô một xíu nha, okay? But good job, Phương. Thank you for your answers, okay? Phương trả lời rất là tốt. Very good job. Yeah. So he did go to the hospital when he was 2 years old. Only 2 years old, and he stayed there for 3 months. Bạn đã đi đến bệnh viện lúc mà bạn 2 tuổi thôi, và bạn phải ở đây đến 3 tháng lận. So he did go to the hospital. Okay, good job. Thank you so much. Now, this one, very easy. You just need to listen, and then I will invite two friends. One girl will be Emma, and one boy will be Will. It's a dialogue. Đây là một cái cuộc hội thoại. You just pay attention. You listen, then I will invite, okay? You listen first. You're going to listen first. Unit 2, page 18. Activity 8. Listen and read. Say. Where does your mom work? She works at a television station. What does she do? She's a reporter. That's really cool. I want to be a newspaper reporter someday. I love to write. You do? I don't. I want to be an artist. I love to draw. Okay, one more time. Pay attention. Với ví dụ như những cái câu hỏi thì tụi con coi thử coi là người ta nhấn âm như thế nào. You do. Đấy, mình nhấn âm như thế nào. Okay, pay attention, guys. Unit 2, page 18. Activity 8. Listen and read. Say. Where does your mom work? She works at a television station. What does she do? She's a reporter. That's really cool. I want to be a newspaper reporter someday. I love to write. You do? I don't. I want to be an artist. I love to draw. Okay, now I will invite two friends, okay? I want to invite Công Khan. Hello Khan, can you will be Will, okay? And Bảo Ngọc, you will be Emma, okay? Các bạn nhớ để ý cho cô những cái nhấn âm nha. Okay, Emma first. Where does your mom work? She works at a television station. What does she do? She's a reporter. Yeah, reporter. Again. She's con này con phải s, đúng rồi. She's a reporter. She's a reporter. Yeah, Emma. That's really cool. I want to become a newspaper reporter. Newspaper reporter someday. I love to write. Ở đây Ngọc chú ý cho cô, ở đây người ta chỉ nói là want to be thôi, còn become là trở thành ai đấy, đúng không? Còn này là bạn nói bạn muốn làm, thì ở đây mình chỉ cần đọc là I want to be a, okay? Now you do what? Khan, now your turn. Khan, Will. You do. I don't. I want to be an artist. I love to draw.
Yeah, good job. Ok, ở đây thì con có thể nhấn âm mạnh hơn một xíu. You do. Kiểu vậy. Thiệt hả? Tiếng Việt mình hay cũng hay nói vậy đúng không? Thiệt hả? You do. I don't. Mình nhấn âm cái chỗ don't giống như là kiểu tôi không thích đâu, tôi còn tôi là tôi không thích. Ok. Now one more friend. I want to invite Khánh Nhật. Khánh Nhật, you will be Will and Ngọc Hà will be Emma. Ok. Ngọc Hà will be Emma and Nhật will be Will. Yes. Okay, wait, wait, where is Nhật? Are you here, Nhật? Cô vừa mới thấy Nhật ở đây mà Nhật đâu mất tiêu rồi. Are you here? Are you still here? Này cô mở tiếng cho Nhật rồi nè. Hình như Nhật bị ao ra mất tiêu rồi. So wait, okay. Con đợi cô một xíu, cô mời thêm một bạn nữa nhé. Cô mời Đăng Khôi nè, Trần Đăng Khôi. Can you turn on your sound? Yeah, okay. Now, Hà, you will be Emma and Khôi will be Will, okay? Yes, start now. Okay, Hà nè, Hà vào cho cô Emma nè. Where does your mom work? She was at a television station. Station. Yeah, good job. What does she do? She's a reporter. Yeah, reporter. Yes. That's really cool. That's really cool. That's really cool. Yeah. I want to be a newspaper reporter. Reporter someday. I love to write. Good job. You do? I don't. I want to be an artist. Yeah. I love to draw. Yeah, I love to draw. Yeah, good job. Wow. Thank you guys so much. Thank you. Good job. Hai bạn làm rất là tốt đó. Yes. Now the last pair. Okay. Cô mời một cặp nữa nha. Mm-hmm. The last pair. I want to invite. Cô mời Hà Anh nè. And okay, Ham, can you turn on your sound? Ham, mở tiếng được chưa? Okay, wait. Han, can you turn on your sound? Okay, one more time, Han. One more time. Can you turn on your sound? Cô bấm cho Han rồi đó. Han mở được tiếng chưa? Cô nói này. Hello? Là cô. Yeah, okay, good job. Now, one more friend. Han, đợi cô nhé. Cô mời một bạn nữa nè. I will invite. Cô mời Phát nè. Phát học lớp 3 nè. Hello, Phát. Can you turn on your sound? Yeah, good job, Phát. Yeah. So fact you will be Will, Han will be Emma, okay? Mm-hmm. Now start now, guys. Emma. Where does your mom work? Where does? Again, Han, where does? Where does? Okay, Will. She works at a television station. Good job. What does she do? Yeah, what does she do? Will? She's a poster. Again, she's a reporter. A reporter. See, a reporter. Good job. Good job, Pan. That's really cool. Again, that's really cool. That's really cool. Yes, me too. I want to be a newspaper reporter. Recover. Someday I love to write. Yeah, good job. Last one. Back. You do? Mm. I don't. I want to be an artist. I love artists.
again? Arden. Yeah, artist. Artist. Good job. This. Đúng rồi. To draw. To draw. Con thích vẽ. Yeah, draw. Đúng rồi. Draw, not draw. Okay, good job. Hàn và Phát. Thank you guys so much. Thank you. Very good job. Thank you guys. Now, before we stop, I want to talk a little bit about this grammar. Okay, so when you want to know, for example, I want to know what is, for example, I meet someone, okay? I want to know her job or his job. I will ask that person, what do you do? For example, I meet Trang, okay? Ví dụ cô gặp Trang ngoài đời, thì cô hỏi Trang, what do you do, Trang? What do you do? Bạn làm nghề gì? Con làm nghề gì? Đúng không? Thì cô phải dùng câu là what do you do? But now I don't want to know about Trang's jobs anymore. I want to know about your dad's job or your mom's job. Cô không muốn biết về nghề của Trang đâu. Bây giờ cô muốn biết về nghề của bố với mẹ Trang đi. Thì ở đây có phải thay vì cô hỏi là what does your mother do, Trang? What does your mother do, Trang? Thì cô sẽ hỏi vắn tắt thôi. Thay vì là your mother là hơi dài đúng không? Thì lúc sau cô đổi lại thành what does she do, Trang? What does she do? Như vậy có với những cái chủ ngữ là con nhớ cho cô he, she hoặc là chủ ngữ số ít. Your mother, mẹ của con, mẹ của bạn. Okay. The teacher, những cái gì đấy là số ít đó. Thì con nhớ cho cô là con sẽ dùng does, what does, okay? Thì ở đây mình có câu là what does he do? Hoặc là what does she do? Hoặc là cô có một cái tên cụ thể, chẳng hạn như cô có bạn Lily. What does Lily do? Lily làm nghề gì? What does Lily do? Thì các con nhớ cho cô khi mà là chủ ngữ số ít thì tụi con sẽ phải dùng trò động từ là does. He nè, she nè. Ở đây người ta không liệt kê chữ it bởi vì mình đâu có bao giờ hỏi là nó làm nghề gì đúng không? Nó làm nghề gì? Thì ở đây mình có câu là he nè, she là hay dùng nhất. Anh ấy làm nghề gì? Cô ấy làm nghề gì? Bạn trai ấy làm nghề gì? Ông ấy làm nghề gì? Đúng không? Thì mình hay dùng là he, she nhất. Ví dụ cô hỏi là bạn Peter. Peter là tên của con trai đúng không? It's a boy's name. So I will ask, what does Peter do? Peter làm nghề gì? So what is your answer? Your answer will be, okay, vì con nói là Peter is. Con lặp lại cái chữ Peter thì hai câu nó lặp lại chữ đúng không? Thì mình dùng cái chữ he thay cho, mình dùng cái đại từ he thay cho cái chữ Peter. Thì con chỉ cần nói là gì? He's a nurse. He is a nurse. Như vậy tụi con nhớ cho cô ở đây phân biệt được chữ does với chữ do nè. Đó. Và ngoài ra khi mà tụi con muốn hỏi về cái nơi làm việc, cô ấy là, bây giờ cô ấy là nurse rồi đó, thì cô ấy làm ở đâu? Where does she work? Cô ấy làm ở đâu? Where does she work? Cô ấy làm ở đâu? Thì mình mới trả lời, anh ấy, cô ấy làm ở bệnh viện. She works at a hospital. She works at a hospital. Ok. Còn ngược lại qua phía bên này là gì? Hồi nãy giờ tụi con đang dùng chủ ngữ số ít đúng không? Thì ở đây tụi con có còn cái câu mà hỏi về cái người mình đang nói chuyện á, thì đương nhiên nó sẽ là câu what do you do rồi. What do you do? Thì câu đấy là câu đơn giản rồi, mình không nói tới nữa. Còn bây giờ mình có câu ví dụ như là chủ ngữ số nhiều nè. What do your parents do? You remember your parents? When you talk about parents, it means your dad and your mom, okay? Your dad and your mom, they are your parents. Parents là bao gồm cả bố lẫn mẹ. Nếu mà có S, tụi con sẽ hiểu là cả bố lẫn mẹ. Cho nên có phải ở đây là your parents là số nhiều không? Mà số nhiều thì tụi con không có dùng chữ does, tụi con phải dùng cho câu chữ do. What do your parents do? Như vậy ví dụ họ làm nghề gì, họ làm chung một nghề, thì tụi con sẽ trả lời chung là they, họ là... They are farmers. Okay? They are farmers. Họ là nông dân, họ là những người nông dân. Và tụi con thấy có phải ở đây mình có she is a nurse bởi vì chỉ có một người thôi. Còn ở đây là do là hai người cho nên là số nhiều thì tụi con không có an mà tụi con phải thêm gì? Thêm s. Tùy từ có từ thêm s đúng không? Có từ có thể là thêm cái khác, có thể từ giữ nguyên. They are farmers. Họ là những người nông dân. Cho nên là các bạn khi mà dùng những cái này để ý cho cô là do, does nè, chủ ngữ số ít, số nhiều nè, rồi chỉ cho cô cái chỗ này là số ít, số nhiều, khi nào mình có is, khi nào mình có are, ok? You pay attention. Cũng như cái kia, bây giờ con muốn biết là bây giờ họ là nông dân thì họ làm ở đâu? Where do they work? Where do they work? So when you answer, they work on a farm. Họ làm việc ở trên một cái nông trại.
they work on a farm. Ok, như vậy con thấy ở đây bởi vì là they nè, các bạn nhớ thì tại đơn đúng không? They, cho nên là động từ của mình thì sao? Động từ của mình giữ nguyên, ok? Work, không thêm gì hết. Thì có phải ở đây thì con thấy he với she, động từ mình phải chia động từ không? Thêm s nè. Đó, thì đấy là cái hiện tại đơn mà hồi hôm trước mình học đó, ok? So, I just want to talk about the grammar like that. Cô chỉ nói sơ về cái grammar thôi. Hôm sau thì cô cho các bạn tập luyện cái ngẫu câu này. We will practice this one later, and then we will do this one. Okay, chúng ta sẽ làm cái bài này. Okay, later. But now it's 9 p.m., so I think we can stop here today, guys. Okay? Good job for today, class. Very good. So now it's time to say goodbye and see you guys next Saturday, okay? Bye-bye, everybody. Remember to do the moonlight. The moonlight. Super kid, okay? Bye, guys. See you later. Bye-bye. 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 Thank you. I love you too. Bye.